tháng 7 âm lịch, cứ cúng cô hồn ở ba chỗ này, tài lộc gấp 5 gấp 10 lần, cầu gì được nấy. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Đạo Sĩ Tử Thông. Lời đầu tiên, thay mặt ban biên tập chương trình, xin kính chúc quý vị luôn gặp vạn sự lành, tấn tài, tấn lộc, tấn bình an. Quý vị thân mến, trong chương trình ngày hôm nay, Tử Thông sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những cái vị trí, những cái nơi mà cúng cô hồn để mang lại cái vận khí hanh thông. Thưa quý vị, cái tháng 7 âm lịch hay còn được gọi là cái tháng cô hồn ấy, luôn khiến cho mọi người cần phải đề phòng và cẩn trọng hơn trong tất cả các hoạt động trong cuộc sống cũng như là trong công việc. Và bên cạnh đó, cái việc thắp hương cúng cô hồn vào trong cái tháng 7 âm lịch cũng là một cái hoạt động tâm linh quen thuộc của người Việt chúng ta. Bên cạnh việc chuẩn bị lễ vật, đúng không ạ? Và văn khấn cũng như là gì? Thể hiện cái nghi thức cúng bái thế nào ấy, thì cái người cúng cũng cần phải nên lưu ý đặt cái mâm cúng cô hồn ở chỗ nào cho đúng để mang lại cái may mắn hanh thông. Nhiều người cứ tiện đặt bừa ở trong nhà với cái tư tưởng là trần sao âm vậy. Thế nhưng ấy, cái sự thật nó lại không phải như vậy. Và nếu như mà muốn cái việc cúng cô hồn nó phát huy được cái tác dụng tốt nhất và không rước ma quỷ vào nhà, trước tiên quý vị cũng cần phải chọn được cái vị trí cúng cô hồn đã. Theo đó, không phải ai cũng biết đặt mâm cúng cô hồn ở đâu cho đúng và chuẩn phong thủy để không bị ma quỷ quấy phá và mang lại cái may mắn bình an cho gia đình. Và trong chương trình ngày hôm nay, Tử Thông cũng sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những cái vị trí cúng cô hồn để quý vị có thể là chọn cho mình những cái vị trí cúng tốt và giúp mang lại cái may mắn cũng như là tạo ra được cái sự hiệu quả, giúp cho những cô hồn sớm được siêu thoát, giúp quý vị có được cái sự may mắn và bình an. Vậy đó là chỗ nào? Thì xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi trong chương trình ngày hôm nay quý vị nhé. Thưa quý vị, thì đầu tiên chúng ta cũng cần phải tìm hiểu vì sao tháng 7 âm lịch gọi là tháng cô hồn đã. Đấy. Khi chúng ta biết được, chúng ta sẽ biết chọn được ra những cái vị trí phù hợp. Quý vị thân mến, theo quan niệm của người phương Đông thì tháng 7 âm lịch còn được gọi là cái tháng cô hồn. Tên này được bắt nguồn từ cái trong cái truyền thuyết từ ngày mùng 2 tháng 7 đến ngày 14 tháng 7 âm lịch là cái khoảng thời gian mà Diêm Vương ra lệnh mở quỷ môn quan để cho ma quỷ, cho những cái vong hồn đi về bốn phương, trở về nơi dương thế, tìm gặp bạn bè, gia đình, mong được giúp đỡ để sớm có ngày được siêu thoát. Và đến 12 giờ đêm ngày 14 tháng 7 thì cánh cửa sẽ đóng lại, các linh hồn sẽ quay trở về nơi địa ngục. Vì vậy mà dân gian ta quan niệm trong ngày, trong cái tháng 7 âm lịch ấy, thì chúng ta không nên tiến hành những cái việc đại sự của bản thân và gia đình để tránh những cái điều không may mắn. Đấy. Và cũng trong tháng này thì người dân nên làm cái việc thiện cúng cô hồn. Cúng cô hồn đã trở thành một cái tín ngưỡng tâm linh trong cái truyền thống văn hóa rất lâu của người Việt. Vậy thì một câu hỏi thứ hai đặt ra là vì sao tháng cô hồn lại có nhiều âm khí? Kính thưa quý vị, dưới góc nhìn từ cái bộ môn khoa học tâm linh, đấy, âm dương ngũ hành, thiên can địa chi cũng là giải cứu về các ngôi sao từ thiên cổ trở về nay. Nói chung ấy, khi mà xét về các vấn đề tương tác vũ trụ, mặt trăng, trái đất, mặt trời thì cái tháng 7 âm lịch hoàn toàn không liên quan gì đến vong ma. Đó. Tuy nhiên ấy, thì tháng 7 âm lịch là cái khoảng thời gian mà vị trí giữa trái đất khi mà quay theo quỹ đạo quanh mặt trời ở cái vị trí gần nhất, nhưng ngày lễ Tết, nhưng mà chúng ta lại dựa vào cái nền tảng lý học để chúng ta hóa giải. Tháng 7 âm lịch thì có thiên can lịch âm thủy và thiên can quý là nó quản trung cung. Do vậy mà theo lý học Việt Nam thì nói chung ấy, cái tháng 7 này âm khí nó vượng. Thiên can là cái hình tượng của cái mô tả về quy luật tương tác từ bên ngoài đến trái đất. Và ai cũng có thể dễ nhận thấy cái tháng này thì thời tiết phổ biến là mưa, gió, lũ, lụt, làm không khí ẩm ướt. Tháng 7 âm lịch khí cực vượng vào cái ngày 15 gọi là được coi là cái ngày âm thoát lên từ trong lòng đất. Mà xưa kia ấy, thì người ta cho rằng cái gì thuộc về âm, tức là ở cái cõi âm, là của ma quỷ. Chính từ đó mà dân gian cho rằng đây chính là cái tháng của cái vong hồn lên ngao du ở nơi dương gian trần thế, từ cái góc nhìn thần thánh, ma quỷ và vong hồn. Thưa quý vị, vậy thì trong tháng 7 âm lịch vừa là cái
tháng cô hồn lại vừa là cái mùa lễ Vu Lan báo hiếu. Thì tại sao lại như vậy? Quý vị thân mến, trong tháng 7 âm lịch ấy, thì trước khi chúng ta tìm đi vào cái phần là nên đặt cái mâm cúng cô hồn ở đâu, thì chúng ta cũng xét về cái lịch sử của cái Tết cô hồn đã. Tháng 7 âm lịch không chỉ có ngày xá tội vong nhân, rằm tháng 7 còn được biết đến là cái ngày Vu Lan báo hiếu. Trong văn hóa tín ngưỡng của người Việt, đây là cái ngày lễ lớn trong năm, có ý nghĩa giáo dục con cái biết đền ơn công sinh thành của ông bà cha mẹ và thể hiện cái lòng thành kính báo hiếu. Ngày Vu Lan báo hiếu không chỉ mang cái ý nghĩa tôn giáo vô cùng là lớn, mà còn trở thành cái ngày truyền thống của người dân đất Việt, mang đến một cái nét đẹp văn hóa truyền thống tốt đẹp, chứng tỏ tháng 7 âm lịch là cái tháng chúng ta nên làm những cái điều tốt đẹp và hướng thiện. Lễ Vu Lan báo hiếu là một trong những cái đại lễ quan trọng của Phật giáo Đại Thừa. Tuần lễ Vu Lan trong cái tháng 7 âm lịch ấy, chính là vào cái ngày rằm tháng 7 âm lịch. Cái nguồn gốc của cái lễ Vu Lan nó xuất phát từ cái kinh Vu Lan Hồn Bồn, đúng không ạ? Kinh nói về cái sự tích của tôn giả Mục Kiền Liên, một vị Bồ Tát đại hiếu, một trong 10 đệ tử của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Vị này tu hành đắc được phép thần thông, nên là thấy mẹ của mình ấy, là bà Thanh Đề, sau khi mà chết lại bị đọa xuống nơi cõi địa ngục. Vì thương mẹ nên là tôn giả Mục Kiền Liên đã bạch với Đức Phật Thích Ca, tại sao mẹ mình lại đau khổ ở dưới địa ngục, làm gì để cứu vớt được mẹ thoát khỏi cái cõi địa ngục này. Đức Phật Thích Ca chỉ dạy đấy, nguyên do bà Thanh Đề sau khi chết bị đọa xuống cõi địa ngục đau khổ là do ở đời làm nhiều cái việc ác, tham lam, bỏn xén. Vì vậy, muốn cứu bà khỏi cái cõi địa ngục đau khổ thì vào cái dịp rằm tháng 7, sau khi mãn hạ 3 tháng an cư của chư Tăng, thì phải sắm sửa lễ vật cúng dường, cầu thỉnh 10 phương tăng chúng hồi hướng chú nguyện để bà Thanh Đề mới thoát khỏi được cái cõi địa ngục đau khổ, thoát sinh về cái cõi thiên cung sung sướng. Kinh này cũng dạy mọi người đạo lý uống nước nhớ nguồn, tinh thần là báo ân, báo hiếu đối với cha mẹ, tổ tiên, những người có công sinh thành và dưỡng dục. Đến ngày rằm tháng 7, mỗi năm thì mọi người thường sắm sinh lễ vật đến chùa, tụng kinh niệm Phật đấy, hoặc là làm nhiều cái việc phúc đức, hồi hướng, chú nguyện cho cha mẹ được sống thọ hạnh phúc, tổ tiên, cha mẹ, ông bà thì đều được siêu thoát đó. Vậy thì trong tháng 7 âm lịch thì có phải là thực sự là xui xẻo không? Đó. Thưa quý vị, theo quan niệm của nhà Phật, hoàn toàn không có khái niệm về tháng cô hồn trong cái phong tục của người Việt. Ngày xá tội vong nhân không phải là ngày xấu hay là cái ngày mang đến những cái điều xui xẻo, mà là thời gian xá cho những cái tù nhân cõi âm ấy được siêu sinh an lành. Chính vì vậy, ngày này mang đến một cái ý nghĩa nhân văn sâu sắc, hoàn toàn không phải là ngày vong hồn bước ra khỏi cánh cửa địa ngục lên trần gian để phá phách cuộc sống bình yên. Và đây cũng chính là cái lý do giải thích cho cái việc mọi người không nên kiêng kỵ những việc như là mua nhà, mua xe hay là mua đất v.v. Chỉ cần mỗi chúng ta sống luôn tích đức, làm nhiều việc tốt và không phạm phải những điều xấu, hạn chế sát sinh, nhất là trong những ngày rằm, ngày mùng 1, thì tự nhiên cái vận may nó sẽ đến. Đứng trên cái góc nhìn Phật giáo thì tháng 7 hoàn toàn không phải là cái tháng cô hồn và cũng không mang lại nhiều điều xấu đến như vậy. Thưa quý vị, vậy thì một cái câu hỏi đặt ra là nên cúng cô hồn thế nào cho đúng và cúng ở đâu? Thì để giải đáp cho câu hỏi này thì chúng ta đã biết ý, ở Việt Nam, cái việc cúng cô hồn được coi là một cái tín ngưỡng tâm linh truyền thống của người Việt và được truyền từ đời này sang đời khác, với cái quan niệm sau khi chết, linh hồn của con người thì vẫn tồn tại, có thể được đầu thai hoặc là bị đẩy xuống địa ngục để làm quỷ đói, ngạ quỷ. Vào cái tháng cô hồn thì người dân Việt Nam cúng vào cái ngày rằm hoặc là những cái ngày khác, tùy thuộc vào từng cái gia đình và từng cái vùng miền. Và cái mâm cúng cô hồn thì người ta thường chuẩn bị những cái đồ sau này. Thứ nhất là bánh kẹo, hoa quả, các loại muối, gạo, bỏng ngô, cháo trắng,
loãng đó, cơm vắt, ngô, khoai, sắn, mía, để nguyên cả vỏ cắt khúc ngắn đấy, hoặc là gì, đường viên, đường cục. Về mã thì có giấy áo, giấy tiền vàng mã, hương, nhang, nến, nước lọc. Cúng cô hồn không cúng đồ mặn nhé, tất cả là đều cúng đồ chay. Cái phần cúng quan trọng nhất là cái món cháo loãng đấy. Quan niệm dân gian cho rằng cái món này dành cho những cái linh hồn bị đày đọa, có thực quản nhỏ và hẹp nên là không thể nuốt được thức ăn thông thường. Bởi vậy khi mà chuẩn bị mâm cúng đúng cách, cúng cô hồn thì nhất thiết phải có món cháo trắng loãng. Thời điểm cúng cô hồn cũng rất là quan trọng. Cái lễ cúng cô hồn thích hợp nhất là nên thực hiện vào buổi chiều tối. Bởi theo quan niệm của dân gian, thời gian ban ngày thì có ánh sáng của mặt trời nên là các cô hồn nói chung ấy được mở cửa thả ra rất yếu. Vì thế nếu mà cúng ban ngày, các cô hồn sợ ánh sáng sẽ không thể đến nhận đồ ăn cũng như là vật phẩm thờ cúng của các gia đình, nên là cái việc thờ cúng nó không hiệu quả. Vậy thì cái vị trí đặt mâm lễ cúng cô hồn thì đặt ở chỗ nào? Có phải đặt trên ban thờ gia tiên hay là ban thờ Phật, hay là ở trong nhà, vị trí nào trong nhà? Thưa quý vị, không. Cái vị trí lễ cúng cô hồn thì nên đặt ở ngoài sân, ở ngoài cổng, ở ngoài ngõ, hoặc là gì, quý vị có thể làm trên chùa, trên đình, hoặc là ngã ba, ngã tư đường. Đó. Không đặt ở bậu cửa ở nhà nhá. Nhiều người lo là khi cúng cô hồn chúng sinh xong ấy, thì không biết cách mời vong đi thì sẽ rước vong vào nhà. Nếu mà lo ngại thì các bạn có thể cúng tại chùa hoặc đình, đền, miếu phủ. Một lưu ý, khi cúng cô hồn thì không cúng đồ mặn như là thịt lợn, thịt bò, thịt gà, các loại thịt, vì sẽ làm tăng thêm cái tính sát sinh, khiến cho cô hồn không còn sân hận, luyến tiếc với thế giới nữa. Nên cúng đồ chay để các cô hồn dễ siêu thoát hơn. Bên cạnh đó thì khi cúng cũng không nên cầu xin, mà chỉ thành tâm gửi hương, gửi hoa, trà, quả, lấy lộc cho các cô hồn. Không nên để trẻ con, phụ nữ mang thai và những người già lại gần khi mà cúng cô hồn, vì dễ bị cô hồn trêu chọc hoặc là quấy rối. Thưa quý vị, những thông tin trên đây đó là những cái tín ngưỡng dân gian đã được truyền từ đời này sang đời khác. Nhưng với quan niệm là có thờ, có thiêng, có kiêng, có lành, vậy nên mọi người vẫn truyền tay nhau và vẫn lưu truyền đến tận ngày nay. Vì thế mà quý vị cũng nên là gì, cân nhắc trước khi mà xem xét, quý vị nhé. Thưa quý vị, như vậy là Tử Thông đã vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn về cái vị trí đặt cái mâm cúng cô hồn để mang lại cái may mắn cho gia chủ và không bị phạm phải cái đại kỵ. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn ở chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.